Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Minh Anh. Ok. Hôm nay lại tiếp tục với tựa game Tân Oi Quy Và hôm nay mình sẽ làm một cái clip đi giới thiệu cho anh em một cái tem khá là hay. Theo cá nhân mình thì hôm nay mình mới lên được cái tem khá là hay anh em ạ. cả về 3v3 lẫn 1v1 đi BK vượt lực thì cũng khá là kinh khủng anh em ơi. Tham gia những hoạt động những em sau này thì cũng khá là ok. Um và tất nhiên là ở bên phiên bản nước ngoài anh em ơi, tại vì phiên uh, bản nước ngoài ấy thì có nhiều KNB cũng như là cái đi tem nó sẽ ok hơn một chút, cho nên là mình sẽ làm một cái clip nhỏ, một clip ngắn cho anh em tham khảo anh em nha cái tem này. đây, tem trên trận chính ấy thì mình uh, mới lên được thêm con giá các lượng bạch kim nữa, uh, là tem mình có du bạch kim, Với lượng bạch kim, ngoài ra thì con nghiên mình đang up lên 73% rồi và thiếu mất ít đan anh em ạ. OK. Uh, ngoài ra thì uh, con uh, lưu bị mình đang up tử kim lên 28%. Tất nhiên là sau nay mai mình có điều kiện đó, thì mình sẽ đổi sang con chu du nó sẽ ổn hơn. Um, còn con lưu bị này thì chắc là mình cũng phải thay thôi anh em ơi. Nhưng hiện tại bây giờ thì mình, mình đang cho liên kết với con đâm dương, để ra chợ con đâm dương. Thẻ um, linh ấy thì mình mới áp được lên lên hồn 90% thôi anh em ơi và nó cũng chỉ gọi là đam phụ thôi anh em ạ, không hẳn là đam chính. Bây giờ nó chỉ đam phụ thôi, phải lại hút hàng sau anh em ơi Chứ nó còn yếu hơn cả con lưu bị ấy. <laughs> Ok à, Thì một cái tem này thì anh em cũng có thể hướng đến sau này Ở bên Việt Nam mình cũng có thể hướng đến anh em nha Tại vì uh, bên mình thì cũng đang nhá hàng cái con thủy kính rồi Đó Ở à, bên này thì uh, sắp tới Chắc là sang tháng anh em ạ Nó sẽ cho ra mắt cái con thần tướng quan vũ uh, võ Bộ thánh quan vũ á uh là slot thứ 9, cho nên là lúc đấy đi tem thì nó sẽ cực kỳ kinh khủng anh em ạ. Một tem mà có 9 tướng anh em ơi, 9 ô 9 tướng full option luôn, <laughs> không còn chỗ nào đứng luôn á. Thì nó rất chi là lò tối phò anh em ạ. À, ok, không lan man nữa anh em ơi. Tất nhiên là về sau anh em cũng có thể chơi uh, những vị tướng cốt truyện như là Mã Văn Lộc lên trận này, rồi thì con Chung Võ Chiến Hồn lên trận này. Thế nhưng mà đấy là sau này khi mà anh em đã có đủ điều kiện, cũng như là đã có đủ tư tướng Bạch Kim ở trên trận. Mày 15, 16 đều được, 18 cũng càng tốt để anh em uh, lấy liên kết kỹ năng thức tỉnh của cái bọn tướng uh, hai này. Tại vì như mọi người đã biết á thì uh, muốn có kỹ năng bạch kim của những võ tướng cốt truyện này á thì anh em phải liên kết với một vị tướng bạch kim thì nó mới có anh em ạ. Uh, liên kết với tử kim thì nó sẽ có kỹ năng tử kim đó. Đó là một vài cái mà mình, mình muốn sâu cho anh em. Còn bây giờ tạm thời thì mình uh, bỏ con lưu bị ra và mình chơi con âm dương. Tại vì con lưu bị thì anh em Kể cả có cho vào á thì nó cũng ăn hết anh em ạ. Ăn hết, ăn à tại vì cái con phải linh bây giờ nó cực kỳ mạnh luôn anh em ơi có những đội hình cực kỳ mạnh nha Nó cắn một cái chết sạch luôn á thú nó cắn một cái cũng chết luôn á chứ đừng có nói và cái tem của mình ấy thì nó cũng khá là bình thường thôi anh em ơi nó không có gì nổi trội cả so với mặt bằng chung ở bên này thì nó khá là bình thường nó gọi là tầm thường đi ha thế nhưng mà nó được một cái là nó đẹp anh em ạ <laughs> nó đẹp ok à, thì sơ sơ một chút như vậy bây giờ mình sẽ đi bk một chút anh em nha đây cái tem của mình đây đó, bên kia thì chơi full tướng cốt truyện Đó Ok, chưa sure. à, Và mình sẽ test anh em nha Đánh thử một trận này Bên kia 9 tỷ 6 Nhưng mà nó là ba con tướng lên trận Thì lực chiến thực của nó phải tầm độ ai Ây da, thua rồi Phải tầm độ 11 tỷ anh em ạ 11 tỷ Đóng băng em thấy không Hồn kỹ đó Kỹ năng hồn kỹ á Phá kỹ ngon gọi sang ulti này unti ôi cầm lặng, Mẹ cầm lặng đúng rồi con phệ linh anh em ơi, đừng bảo không đủ đam nha, ôi anh em đâu, phệ linh nó là đam phụ mà nó xoáy một phát chết hết anh em ạ, kinh khủng quá, nó là đam phụ mà nó xoáy một cái chết sạch luôn á, toàn, nó xoáy gần chết rồi. Tất nhiên là về sau anh em chơi cả lưu bị nữa được đấy Thì nó búp nộ cực kỳ nhanh Nhưng mà đấy là sau này anh em ơi Đó Ui sổi ôi Con lượng nó phá kỹ Con du phát đầu tiên ngon quá Với lại anh em có để ý cái đóng băng từ hồn kỹ lúc mới vào trận không Đóng băng ở chu du á Phê lọt tay phòi luôn anh em ạ Tem cực thì ok anh em ạ Đây thì có 6 tỷ với lại 9 tỷ này 10 tỷ này đây cũng là ác của mình em ạ, 10 tỷ Nhưng mà ác này thì mình đôn ba con cốt truyện lên dặn cơ Test thử anh em nha Đam thử phát xem như thế nào Ok Chiến luôn Rồi, hút thua luôn rồi Hất nè Anh em không? Chết gần hết rồi kìa Ủa không phá kỹ à? Ôi chém kìa Nó chặt chém cho vĩnh sinh ngoẹo hết Tại vì bên mình có xích linh anh em ạ Cấm hồi máu Cho nên là bên kia chết nhanh lắm Đấy em thấy không? Đi cực nhanh luôn á Còn mỗi con men kìa Con men với phải linh Đi hết luôn Thú cắn thì không thể nào né anh em ạ Không thể nào ẩn thân được rồi Chết luôn Chu du, du nộ độc cá anh em ạ Chu du, du Phải Linh nó mà nộ được nó nộ một cái thôi Không cần nhiều đó Và cái chủ yếu á, là cái con Gia các Lượng Bạch Kim Nó sẽ có một cái cover nhất định Để cho tem cứng cáp hơn Cũng như là lượng đam nó ok hơn, nó to hơn anh em ạ Cực kỳ ok nha Đây là 10 tỷ năm này Cũng đôn ba con cốt truyện Đó nhưng mà tem này lại khó chơi một chút tại vì nó có con bằng thống mà bằng thống là tướng 16 nộ cực kỳ nhanh luôn đây mình đam thử cho anh em một lần nha Để xem nó phá kỹ con nào Nếu nó phá kỹ con du và là con thống thì có thể là sẽ win Còn nó phá kỹ những con support thì không ăn thua Xích linh cắn này Nộ, ui, nộ chán thế Rồi, nộ được một cái này, giật lên, nhá. tí giật lên, anh thấy giật lên nhá Ui, đi hết Ui, không đủ đam Vĩnh sinh nổ lên, ok Thủy kính nổ đi, trời ơi Nổ, 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 ok, 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 ngon Nổ quá kịp ơi, anh em ơi Quá kịp luôn Phê lòi luôn Nổ trước khi chịu hiệu ứng giảm tấn công mấy phòng thủ Quá phê anh em ạ, anh em thấy không Nhiều khi chỉ cần một cái tên nổ kịp thôi là ok ngay là phê lòi ngay anh em ạ cái tem này nó cực kỳ ổn nha Anh em Việt Nam mình có thể chơi theo nha Có thể chơi Đó theo được Rồi Bên nghe còn con men thôi anh em ạ Còn con men với lại con âm dương thôi Bên mình chết con thượng quân nghiên rồi Mặc dù là thần binh của nó Cứu rồi để hồi máu các kiểu á Vậy là mình cho nó một cái cầm năng bất tử rồi á Mà nó vẫn chết anh em ạ Nó vẫn đi á Nó vẫn cụ đi cho lạnh toát luôn á con đấy mình dùng đam cũng cực kỳ ngon đấy nha Đam cũng cần 500 triệu ấy chứ không phải ít đâu Đây 10 triệu này À đâu 10 tỷ chứ Trời uh... Ây uh... Dạ. da Thủy kính làm sao cơ à Kinh nhờ Ông này bên uh... bang top 1 à Khét thật sự luôn Trời cả bốn con có chuyện lên trận này kia Lực chiến này tầm 12 tỷ anh em ạ Lực chiến thực của tầm 12 tỷ Tại vì đôn có chuyện lên mà không liên hồn nó thì nó giảm được chiến khá là nhiều anh em ạ. Ui, không nộ không có đam luôn. Lượng gần chết luôn. Ui. trận này thua rồi anh em ơi. Game này thua rồi. Game này thua chắc rồi. Bị phản kích từ con trung bộ chiến hồn nữa. Để cái con phệ phải Linh nó nộ được một cái nữa thì xong luôn. Nổ cái nó là xong anh em ạ Ôi đi hết Con du này mà mất cái con ấy là không có đam anh em ơi Là không có đam Ơ ơ ơ Còn mỗi con bên anh em ơi Đừng để nó chặt nha Ôi chết rồi Giảm chính xác Thôi xong rồi Ôi đi luôn Ôi Phê quá anh em ạ con phải lên chết mình tưởng là xong rồi cơ ấy Tưởng là thua game này rồi á Uầy Thế mà cái con nghiên nó vẫn xoáy được anh em ạ Nó vẫn xoáy được phát cuối cùng để giảm chính xác Với lại uh, hất tung đánh ngã các kiểu Nghiên của mình thần minh 6 sao rồi á Quá phê luôn Còn trên này thì lực chiến nó cao quá anh em ạ 12 tỷ này này Nhưng mà bên trên trận nó nó một hai con này ba con cốt truyện này thì lực chiến thực của nó phải tầm 15 tỷ anh em ạ à, Tầm 14-15 tỷ Mà bây giờ mình 9 tỷ mà đánh với 14-15 tỷ trong đấu trường Thì không thể đánh được rồi anh em ơi Đó là điều chắc chắn rồi, không thể đánh được luôn á Chứ đừng có nói Ok Để mình vô mỏ mình test cho anh em một vài trận nữa nha Cực kỳ ngon nha rồi, Bên kia đánh thất bại kìa Mỏ này á Thì sau này mai cũng sẽ có 5 map đầu tiên Là sẽ có giá trị Để cho anh em nên sau này tranh giành nó có cái đan thủy tinh anh em ạ để mua mấy cái đồ kim á bình thường thì anh em chỉ mua đồ đỏ thôi cái đá bình thường thì anh em mua đồ đỏ thôi còn đá thủy tinh kia thì anh em mua đồ kim nó sẽ ngon hơn đó đáng nhẽ thì đá thủy tinh bốn nghìn thì mua được ba mảnh nhưng mà bây giờ đá cam này thì phải mười nghìn mua được hai mảnh thôi đó bây giờ mình sẽ cho phục thù xem có ai đánh được không nào 7 tỷ 5 hả? 7 tỷ 5 thì áo quá nhỏ 14 tỷ này 1 tỷ 7 là 17 tỷ chứ Chết dở 13 tỷ 11 tỷ này Ông này cũng mạnh này Phục thủ hết được cái đống này thì cũng phải cực kỳ nhiều luôn á Tại vì Ui 40 mấy tỷ nó cũng đập cho nhất người luôn này Đập cho há mồm luôn á 9 tỷ 3 này 30 tỷ kìa <laughs> 40 tỷ kìa Đây thử đánh với ông 10 tỷ này phát xem như thế nào Trong một game đấu thì nó cũng xảy ra khá là nhiều biến số cho nên là anh em cũng không bảo được là 100% win hay là thế nào đâu nha Nhiều khi hơn lực chiến thua sắp mặt Nhưng mà nhiều khi... Uh, cũng... Ao trình anh em ạ Gọi là ao trình Hút máu lên đi, trời ơi Thủy kính chưa nổ luôn á Bây giờ mới nổ. Âm dương búp lên đi Trời ơi búp lên Búp không kịp rồi Mẹ búp không kịp anh em ạ à. Bây giờ mới búp Xong rồi Nghiên chết là xong rồi Hết đám à, 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 à. À. Con thủy kính nó giật anh em ạ à. Thủy kính nó giật cái tia lôi điện đầu lôi điện vừa nãy á, kinh khủng quá. Đam to vãi trưởng luôn. Ủa. Tôi không ngờ là con thủy kính đam lôi điện nó giật kinh khủng vậy anh em ạ. Đây thì toàn mười mấy với lại hai mấy với lại trăm bao nhiêu tỷ nó đánh nhấc người luôn anh em ơi. 7 tỷ 598 triệu này. Hay là 75 tỷ ta? đừng bảo là 75 tỷ nha 75 tỷ thì do cái là ôi 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 thôi thôi ơi anh em nhìn này thú cắn phát chết hết luôn này ui sồi ôi rồi, rồi. giật giật ui rồi đam giật anh em ạ kịch thụt luôn đam quá là vãi luôn anh em ơi đi sạch luôn quay lắc hết cả máy anh em ạ thú tử kim nó cắn anh em ơi thú tử kim nó cắn á Vãi trưởng thật sự luôn á à. ui nó xoáy kìa xoáy thế kia còn gì là người nữa trời ô oh, đi hết ô oh. <laughs> đám đốt anh em ạ đám đốt đi sạch luôn ủa cái gì vậy ui căng nha căng nha ông đấy cũng không phải là yếu anh em nha cũng khá là khỏe đấy ok à, thì mình sâu cho anh em cái tem mình mới lên được setup được một cái tem lâu dài về sau này cũng như là sâu cho anh em về cái tầm hoạt động của nó à, cái combo thần thú mình đang dùng thì đây anh em ơi kiểu vĩ này cá này xích linh này trạch này thao thiết này và mình đang đợi để lấy con hùng sư nhưng mà hùng sư này thì nó có hai cái loại dương đó thì uh, dương này là có hùng sư này thì mình lấy hùng sư còn dương này có cái con cá mới ra thì mình lấy con cá mới ra đó mình sẽ ok hơn Ngoài ra thì cũng còn một vài những cái rương nữa ở đây Như là con rương này để lấy con cáo này Thế nhưng mà có Evan thì mình mới lấy ok à, Thì sơ sơ một chút như vậy anh em ơi à, Mình sẽ cố gắng làm những cái clip Chuyên uh, sâu tem Hoặc như là những cái clip phân tích BBB cho anh em nắm được Cũng như là cho anh em xác định hướng đi sau này à, Thì cũng rất mong anh em uh, Tiếp tục ủng hộ Và tiếp tục theo dõi uh, Những cái clip của mình sau này Còn bây giờ thì mình cũng xin phép uh, dừng uh, clip ở đây Hẹn anh em ở những clip tiếp theo anh em nha. Bye bye anh em.